không thể chối tội, bẻ cong ngòi bút bằng máu và sự hy sinh của những chiến sĩ công an nhân dân. Ngày 9 tháng 1, dư luận cả nước rúng động trước sự kiện đồng tâm, khiến 3 chiến sĩ công an nhân dân hy sinh. Khi vỏ bọc, dân oan, bảo vệ đất, đòi quyền lợi cho nhân dân vừa rụng xuống, người ta thấy hiện nguyên hình ngay bộ mặt của những kẻ giang hồ, tàn bạo, với hành động dã man, vô nhân tính đến mức chính cả nhiều người có máu mặt cũng phải khiếp vía. Trong khi dư luận cả nước căm uất, phẫn nộ với hành vi tàn độc của Lê Đình Kình cùng đồng bọn và trông đợi một phiên tòa xét xử công minh, đúng người, đúng tội, với bản án thích đáng dành cho những tên máu lạnh ấy. Có như thế mới phần nào an ủi được anh linh của 3 chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh dưới ngọn lửa hung tàn của một tập đoàn gồm các đao phủ tàn ác kia. Tuy nhiên, vào thời điểm phiên tòa diễn ra, thì đâu đó ngoài kia những kẻ bồi bút sẵn sàng bất chấp tất cả vì lợi ích đã núp danh nhà dân chủ, luật sư, phóng viên, chuyên gia liên tục đăng tải, rêu rao, bình luận, rỉ rả, hòng kêu oan cho chúng. Với bản tính xấu xa hay đố kỵ, ganh ghét lực lượng công an, sự lật lọng cố hữu, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút để tư lợi, số tên bồi bút tập trung soi mói vào một chi tiết chủ quan, cho rằng không hợp lý, phân tích mập mờ, vạch lá tìm sâu, bẻ mảnh chi tiết, hòng lấp liếm cho tội ác của tập đoàn vô nhân tính, núp danh dưới tên gọi Tổ Đồng Thuận, tiếp tục xảo bút, chỉ hòng hạ uy tín, bôi lem lực lượng công an cũng như ngành tư pháp Việt Nam. Một trong những luận điểm vô căn cứ mà số đối tượng bồi bút đưa ra đó là chi tiết kêu oan cho đao phủ Lê Đình Chức khi đặt vấn đề bị cáo Chức không thể từ tốn nhẩn nha đổ xăng ra chậu để thiêu công an trong vòng 20 phút ở vị trí trống trải trên mái nhà mà không bị tiêu diệt. Khi khai trước tòa thì Chức không nhận hành vi đổ xăng ra chậu để đốt. Đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn. Pha bẻ lái ấy cho thấy người đặt câu hỏi bản chất cũng chỉ là muốn vạ miệng, thùng rỗng kêu to chứ không hề biết gì về vụ án. Để trả lời cho câu hỏi vô duyên ấy, chỉ cần đơn giản nắm rõ những điều sau. Thứ nhất, mục đích của việc cơ quan chức năng khi đưa lực lượng về xã Đồng Tâm là để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự cho quá trình xây dựng tường rào, bảo vệ sân bay Miếu Môn của lực lượng quân đội, không phải để bắt Lê Đình Kình hay bất kỳ ai khác tại xã Đồng Tâm như những phát ngôn hàm hồ, cháo trở, đổi trắng thay đen đang diễn ra trên không gian mạng. Chính vì mục đích ban đầu là như vậy, do đó mới dẫn đến việc khi đối tượng tấn công lực lượng chức năng bằng các loại vũ khí, công an vẫn phải sử dụng phương án đầu tiên, nhân từ nhất là nhiều lần tuyên truyền, thuyết phục, kêu gọi những cá nhân manh động, Lê Đình Kình và đồng bọn dừng ngay hoạt động chống đối, chứ không nổ súng, chấn áp ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự khoan hồng, nhân nhượng của cơ quan chức năng để Kình và đồng bọn có cơ hội trở về với chính nghĩa đã bị chúng lợi dụng bằng một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng nhiều hung khí sát thương nguy hiểm khác nhau, dẫn đến sự mất mát thương tâm của 3 chiến sĩ công an nhân dân. Thứ hai, 20 phút mà Lê Đình Chức thực hiện hành vi giết người, bao gồm cả quá trình hắn thực hiện hàng loạt các hành vi tấn công dã man đối với các chiến sĩ công an, sau đó mới là cố tình đổ xăng để giết chết hẳn 3 chiến sĩ. Ngay từ ban đầu, chính y đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện hành vi cầm tuyếp sắt gắn dao bầu liên tiếp xả xuống đâm vào những chiến sĩ công an. Và tận cùng của hành vi man dợ đó là khi phát hiện có người ngã xuống hố, Chức đã chỉ đạo Lê Đình Doanh đổ xăng từ can ra chậu, có những mảnh vải sẵn đốt lửa và tự tay hắn đổ thẳng xuống hố sâu kia, nơi các chiến sĩ đang bị mắc kẹt. Lòng lang dạ thú trỗi dậy, không những không run rẩy trước hành vi tàn ác của bản thân, hắn còn như kẻ say máu, mất nhận thức và tính người. Liên tiếp yêu cầu đồng bọn tiếp thêm xăng rồi hả hê đổ xăng hết lần này đến lần khác. Ngọn lửa man dợ do tên giết người tạo ra cứ thế cháy bùng dữ dội, mặc cho tiếng thét của các chiến sĩ vọng lên từ hố sâu, những kẻ máu lạnh ấy còn hả hê với nhau thơm nhỉ. Thời gian 20 phút ấy là thời gian tội ác tày trời của Chức và đồng bọn diễn ra, cho đến khi đồng đội của 3 chiến sĩ phát hiện ra cái chết thương tâm của đồng đội, đã quyết định phải nổ súng, ngăn chặn ngay lập tức hành vi man dợ, táng tận lương tâm của Chức. Theo bản cáo trạng số 241 CT VKS
T2 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội là một người bình thường. Khi thấy cảnh ấy thì chẳng một ai có thể bình tĩnh để cho chúng tử tốn, nhẫn nha giết người cả. Thứ ba, việc các chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bị rơi xuống hố và hành vi chức xả dao bầu xuống một cách tự tại, những kẻ bồi bút xuyên tạc là hai chuyện có bản chất hoàn toàn khác nhau. Xin nhắc lại, mục đích của việc lực lượng chức năng tiến vào xã Đồng Tâm chỉ nhằm thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, quá trình xây dựng tường rào, sân bay Miếu Môn, ngăn chặn các hành vi phá rối, cản trở các hoạt động hợp pháp của lực lượng quân đội, của những kẻ có lịch sử chống đối như họ hàng nhà Lê Đình Kình và Tổ Đồng Thuận. Do đó, việc lực lượng công an được nổ súng khi phát hiện các đối tượng chống đối và đặc biệt khi các đối tượng chưa có hành vi chống đối đến mức phải nổ súng là quyết định phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, thận trọng. Đừng ngụy biện về con số 20 phút. 20 phút đó là cơ quan chức năng còn nhân nhượng cho chúng lối quay đầu. Nhưng có lẽ phần con nhiều hơn phần người, nên 5 lần 7 lượt Trức và đồng bọn chỉ muốn giết và giết người, không một lần biết hối cải quay đầu. Trức tự tại là đúng, đúng vì bản chất man dợ vô nhân tính khiến hắn không biết sợ hãi khi giết người. Nhưng cơ quan chức năng hoàn toàn không phải để cho Trức nhẫn nha. Xảo bút thì giỏi nhưng lại sai sự thật, quên mất những giá trị cơ bản nhất về đạo đức con người. Thứ tư, xét đến thời điểm xảy ra vụ việc, các lực lượng phải di chuyển đến Đồng Tâm từ sớm để đảm bảo 6 giờ sáng có mặt bảo vệ cho việc xây dựng tường rào sân bay. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng thôn Hoành, trong thời điểm nhập nhoạng vào buổi mơ sáng, khi trời còn tối, mọi thứ đều không nhìn thấy rõ, thì Lê Đình Kình và đồng bọn đã có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng di chuyển bằng bom xăng, pháo sáng và lựu đạn. Vì tình thế bất ngờ xảy ra, để xác định vị trí chính xác nơi đối tượng chống đối ẩn nấp, ngay tại thời điểm đó, tổ công tác gồm 3 chiến sĩ đã xác định di chuyển sang phía nhà chức. Trời thì chưa sáng, vừa lúc đang chuẩn bị bước sang thì bất ngờ bị Trức và đồng bọn tấn công liên tục bằng hung khí nguy hiểm, tính sát thương rất cao, bom xăng, dao phóng lợn. Không chỉ thế, chúng còn tấn công từ nhiều phía, hành vi dã man không dừng lại. Vì vậy mới dẫn đến việc các chiến sĩ bị thương và rơi xuống hố. Chắc có lẽ lực lượng chức năng vốn tin tưởng vào người dân Đồng Tâm đúng nghĩa, luôn hiền lành. Không thể ngờ được ở Đồng Tâm lại có những tên như Kình, như Trức, đội lốt dân mà bản chất tàn độc, có kế hoạch chống đối bài bản, phân chia vị trí ẩn nấp, tấn công lực lượng chức năng khắp phía. Do vậy, vì sự tin tưởng quá lớn vốn có ấy, phần nào khiến cho các chiến sĩ gặp phải tình thế bị tấn công man dợ trong sự bất ngờ, không phòng bị hết. Thứ năm, đối với việc xảo bút cho rằng tại phiên tòa, Trức không khai nhận hành vi trên, cầm đèn chạy chiếc ô tô rồi tự tát vào mặt mình là có thật. Trong phiên tòa ngày 7 tháng 9, Lê Đình Trức không khai nhận về hành vi tội lỗi của bản thân. Chắc có lẽ phần con vẫn át phần người nên Trức còn níu kéo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, tại phiên xét hỏi ngày 8 tháng 9, chính miệng Lê Đình Trức khai nhận rành rọt và thừa nhận mọi hành vi tội lỗi do mình gây ra. Đối với việc đổ xăng xuống hố sát hại 3 chiến sĩ, Trức khai: trước vong linh của các chiến sĩ công an hy sinh, bị cáo muốn khai rõ ràng để lương tâm được thanh thản. Đồng thời, bày tỏ thái độ hối hận khi quay lại xin lỗi thân nhân của các liệt sĩ đã hy sinh. Bồi bút xảo ngôn đã vốn quen tay, nên có những khi các nhà dân chủ, luật sư còn nhét chữ vào mồm bị cáo, từ không biến thành có. Dù quá muộn màng, nhưng chính Lê Đình Trức đã thừa nhận tội lỗi. Vậy các nhà dân chủ, luật sư giỏm kia giải thích thế nào về vấn đề này, hay lại ngụy biện lấp liếm như bao lần? Tổng hợp những yếu tố trên, đối với hành vi giết người ấy, không thể dùng những lập luận lươn lẹo, những thủ đoạn đánh cháo khái niệm, đánh lận bản chất vụ việc và hành vi man dợ của Lê Đình Trức, hay xăm soi vào những điều vô lý khác để ngụy biện cho tội ác của chúng gây ra. Sự thật ấy không thể nào thay đổi và cái kết của kẻ giết người phải đối diện là một bản án thích đáng, xứng đáng bị loại khỏi xã hội loài người. Và việc xúc phạm đến anh linh của 3 chiến sĩ công an nhân dân của số dân chủ cuội, luật sư giỏm kia cũng là hành vi vô nhân tính, mọi sự bao biện chính là tiếp tay cho tội ác mà thôi. Chiếc áo Tổ Đồng Thuận
dân oan của những kẻ như gia tộc Lê Đình Kình và đồng bọn khoác lên mình vốn được dệt từ mũi kim của những kẻ tiền án, tiền sự, tham lam, tàn ác thì xứng đáng được đốt trong những ngày tháng 7 hiện tại.